Xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem về thuốc trừ sâu có tên là Safenafa 5EC. Thuốc dùng để phòng trừ sâu hại trên cây trồng. Safenafa 5EC là thuốc trừ sâu tiếp xúc vị độc, có khả năng xua đuổi côn trùng và làm sâu biếng ăn và dẫn đến chết. Safenafa 5EC có tính diệt sâu nhanh, đặc biệt hữu hiệu đối với các sâu cuốn lá, bọ trĩ, bọ xít hôi trên lúa, sâu hồng trên bông vải. Thành phần chính của Safenafa 5EC là alpha cypermethrin 50g trên lít, cộng thêm chất phụ gia và dung môi vừa đủ 1 lít. Để hướng dẫn sử dụng của Safenafa 5EC đối với cây lúa, sử dụng để trị sâu cuốn lá, pha 12 đến 20ml cho bình 16 lít nước, pha khoảng 0,3 đến 0,5 lít cho 1 hạt, tức là khoảng từ 300 đến 500ml cho 1 hạt, ml thuốc cho 1 hạt. Đối với lúa cạn, sử dụng để trị và phòng bọ trĩ, bọ xít hôi, pha khoảng 8 đến 16 ml cho bình 16 lít nước. Sử dụng khoảng 0,2 đến 0,4 lít trên 1 hạt, tương đương là 200 đến 400 ml thuốc cho 1 hạt. Đối với cây bông vải, phòng trị sâu hồng, pha khoảng 16 đến 28 ml cho bình 16 lít nước. Pha khoảng 0,4 đến 0,7 lít thuốc cho 1 hạt, tương đương khoảng 400 đến 400-700 ml cho 1 hạt. Lượng nước phun 400 đến 400 lít trên 1 hạt, phun khoảng 2 đến 2,5 bình cho 1.000 m2. Thời gian cách ly của thuốc là 7 ngày. Lưu ý có thể pha chung với nhiều loại thuốc trừ sâu khác, trừ các loại thuốc có tính kiềm cao như dung dịch bốc đô hoặc có thuốc chứa lưu huỳnh, thuốc độc với cua cá và thủy sinh không sử dụng trong khu vực nuôi trồng thủy sản. Xin hết, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Nhớ bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông để được nhận các video mới nhất của kênh Thuốc Thực Vật.